Rồi hello chào cả nhà mình ha. Rồi hôm nay em về được 4 con đực nữa cô chú anh chị mình đây. Đó. Thì ba ăn đây ba ăn đực chim với một đực kem ha. Đó. Rồi đầu tiên em cũng giới thiệu cho cô chú anh chị mình ha. Là mấy con bò này ha. Rồi đừng quên, em cũng có chuyến xe về chợ Hòa Phú Củ Chi á với lại ngã ba Vũng Tàu ha. Với lại Lâm Đồng ha. Ngày mai em đi á thì cô chú anh chị nào á thì mua mấy con bò đây sẵn em ghép xe mấy khu vực đó, em không lấy tiền xe ha, bao xe cho cô chú anh chị mình những khu vực đó ha. Đó rồi đây đầu tiên này em giới thiệu cho cô chú anh chị mình ha, cặp bò đầu tiên, bò đực đây ha. Đây đó, em tiến lại gần ha, rồi sấy bốn nghiêm chỉnh dàn đầu đó ha, vô bạc luôn chân cẳng này ha. Đó con đầu tiên ha, em quay từ từ cho cô chú anh chị mình xem cho kỹ dậu nó nè. Đó, khoảng cách của em nè, xa nè ha. Đó, hai con 1m07 bò nha. 1m07 bò, cặp đầu tiên 1m07 bò ha. Đó, đây con thứ hai đây. Đó, dàn đầu đó. Chân cẳng đó ha. Hai con. Đó, khoảng cách của em đứng xa nè ha. Đó, cho cô chú anh chị mình xem cho kỹ ha. Đó, bò đây thì 8 tháng tuổi rồi nghe cô chú anh chị. 1m07 bò ha. Đó hai con nè ha, em quay từ từ cho cô chú anh chị mình xem. Đó rồi cô chú anh chị nào cứ nghĩ cặp bò nào cứ alo cho em ha. Đó đây là con thứ hai nè ha, rồi con đầu tiên đây. Đó, mê ăn quá, để em quýnh mấy con bò ra cho cô chú anh chị mình xem cho kỹ hơn. Đó đó con đầu tiên ha. Đó dầu thì dài luôn, chân cẳng đứa này ơi, chân nào cũng bự hết á, con nào cũng bự hết. 1m07 bò cặp đầu tiên. Đó khoảng cách của em đứng nè rất là xa nha, chứ không phải đứng gần nha. Đó rồi đây con thứ hai nè. Đó con thứ hai đó, chân đứa nào cũng bự hết ha. Đó dậu đó nè, đây dậu đây, đứa nào cũng vậy, đầu đứa nào cũng đầu tròn đầu trụi hết ha, chân cẳng thẳng luôn ha, móng sò hết, con nào cũng vậy hết ha. Đó cô chú anh chị nào cứ thích bò nào cứ alo cho em. Rồi cặp bò đầu tiên em báo giá luôn ha, 24 triệu, 24 triệu ha. Đó cặp đầu tiên 24 triệu. Rồi em qua con đực đây ha. Đó con đây 1m1 bò nha, còn đây 8 tháng rồi ha, 8 tháng dư rồi. Đó đây dàn đầu nè, họ bò mới về thôi nhé, họ đó dàn đầu đó vô bạc luôn ha, chân cẳng đó nè. Đó con nào cũng vậy ha, chân cũng mầm bự ha. Đó vẫn mầm vẫn đùi thì cũng cực kỳ. Đó được 1m1 bò nha, xây 4 cũng nghiêm chỉnh luôn. Đó đó khoảng cách của em đứng xa nè ha, cho cô chú anh chị mình xem cho kỹ. Đó đây dậu ở đây ha. Đó qua ba con, tổng quát ba cho con cho cô chú anh chị mình xem, em đi nhiều hướng cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó rồi con số 3 đây em cũng báo giá luôn ha, 13 triệu 500, 13 triệu 500. Đó cô chú anh chị nào cứ nghĩ bò nào cứ alo cho em. Đây là cặp đầu tiên. Đó, đây là con đực lẻ. Rồi, em bước qua con đực kem luôn. Đó, con đực kem thì được 1m1 bò nha. Được 1m1 bò ha. Đó, con đây được 9 tháng tuổi rồi nha cô chú anh chị. 9 tháng ha. Lưng dai đều hở ha. Đó, dần lưng nè. Đó, chân thì cũng chân bự luôn ha. Đó, chân đó. Đây, dậu đây. Đó. Cày đuôi đây, tiến lại gần cày đuôi bự luôn. Đó đó con kem ha, kem này kem vàng nha cô chú anh chị, chứ không phải kem giấy ha, chứ không phải kem trắng nha, kem này kem vàng ha. Đó chân cẳng mầm bự ha, được 1m1 bò ha. Đó đó em tiến lại gần cho cô chú anh chị mình xem cho kỹ ha. Đó đó con kem, khoảng cách của em đứng xa này nha cho cô chú anh chị mình xem ha. Rồi con kem đây em cũng báo giá luôn ha,
17 triệu 500, 17 triệu 500. Đó, cô chú anh chị nào cứ thấy con bò nào hợp với mình thì alo cho em. Đó, kem đây hỉ lỡ bò rồi ha. Đây, cũng lú sừng rồi nè. Đó, lỡ bò rồi ha. Đó, mang đây về cô chú anh chị mình nuôi là lên ha. Chủ nhà cũng sổ lãi luôn rồi. 4 con bò đây chủ nhà sổ lãi rồi, chích ngừa đầy đủ hết rồi nha. Đó, 4 con này em cũng mua một chủ luôn nha. Đó, cô chú anh chị nào xem mấy con bò nào hợp với mình á thì cứ alo cho em ha, để em sẵn tiện đường em ghép xe đi luôn mấy khu vực đó luôn nha. Đây, chợ Hòa Phú, Củ Chi với là Nghệ Ba, Vũng Tàu ha, với Lâm Đồng ha. Đó, bao xe cho cô chú anh chị mình những khu vực đó luôn. Đó, rồi 4 con bò bữa qua em lên thì em cũng bán hết ha. Đó, ngày nay em về 4 con nữa thì em ghép xe để mai em đi luôn. Đó, rồi cô chú anh chị nào coi nè, từng con bò luôn ha, cứ xem cho kỹ, thật kỹ, hãy gọi cho em ha. Đó, rồi thôi video nó cũng dài ha. Rồi chào tạm biệt cô chú anh chị mình ha, hẹn cô chú anh chị mình những video tiếp theo. Rồi bye bye.